Hello, xin chào anh em. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục là một video nữa giới thiệu về các sản phẩm bộ PC đến từ Gigabyte. Ở sau lưng mình đây là một bộ PC có toàn các bộ các linh kiện đến từ Gigabyte. Thì bộ PC này được chúng mình mang đi rất nhiều ở các sự kiện có mặt án phát promoter. Nếu như anh em thường xuyên tham gia các sự kiện từ các hãng thì chắc chắn là sẽ thấy bộ PC này. Thì cấu hình của PC này đó chính là bo mạch chủ Z390 Aorus Pro Wi-Fi với kích thước mini ISTX rất nhỏ gọn và đầy đủ các cổng ăn chơi như cổng USB Style A, Type C, HDMI, DisplayPort và đương nhiên nó cũng đầy đủ Wi-Fi Bluetooth theo như cái tên. Cộng với đó là 2GB RAM. Thì với 2GB RAM này thì mình đã lựa chọn hai thanh 16GB với tổng dung lượng là 32GB để cho việc nâng cấp sau này, vì có 2GB này mà nó rất khó nên lựa chọn nhiều RAM ngay đầu đi thì sẽ tốt hơn. Thì với 32GB RAM, anh em chỉ chơi game hay stream game thì hoàn toàn thoải mái, còn nếu như làm các bộ công cụ của Adobe thì 32GB hơi ít, hơi tiếc một chút nhưng mà không sao. Thì còn lại các thứ khác như anh em có thể nhìn thấy chiếc bo mạch chủ này hơi bé một chút đúng không? Tuy nhiên thì cấu hình cũng không phải dạng vừa đâu, với CPU Core i7-9700K với 8x8 luồng. Thì dùng CPU này tương đối là ổn đấy chứ. Thì xung nhịp tương đối cao lên đến 4.7GHz. Thì mình dùng các tác vụ lướt web hay là stream game đều ổn. Thì có một điều là CPU 9700K tương đối nóng nên mình đã trang bị tản nhiệt nước custom cho bộ PC này, vừa giúp đẹp và cũng như để mát hơn. Và còn nếu như anh em không thích tản nhiệt nước custom thì hoàn toàn có thể lựa chọn tản nhiệt nước all in one. Ví dụ như một sản phẩm mình đang có ở đây là Aorus Liquid Cooler 360. Anh em nếu thấy 360 to quá thì hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản 240 nhỏ gọn hơn. Còn card đồ họa hay sao? Card đồ họa được mình lựa chọn ở đây là RTX 2060. Đây là phiên bản hai quạt bình thường được OC sẵn đến từ nhà sản xuất. Thì với mẫu card đồ họa này cũng không có gì gọi là quá đặc biệt cả, với 4 cổng xuất hình, với 3 cổng DisplayPort và 1 cổng HDMI. Một cái hay ở mẫu card đồ họa này đó chính là việc anh em có thể chơi game trên màn hình Full HD. Toàn bộ các tựa game từ online này, offline này đều mắc setting ổn. Còn nếu như anh em lựa chọn mẫu màn hình nó xịn xò một chút, ví dụ màn 2K chẳng hạn, thì việc chơi game online sẽ không vấn đề gì cả, trừ việc chơi game offline thì sẽ hơi khó khăn một chút. Và với các linh kiện kể trên, mình sẽ lựa chọn bộ nguồn 650W công suất thực. Thì anh em nên lựa chọn các bộ nguồn công suất thực để đảm bảo cho các linh kiện được hoạt động bền bỉ và ổn định nhất. Và với 650W mình nghĩ là hóa đơn tiền điện của anh em vẫn chưa sốc lắm đâu. Vậy thì anh em thấy sao về các linh kiện này? Anh em có ý tưởng để xây dựng bộ PC về Giga như thế nào nữa? Đừng quên để lại ý kiến ở mục bình luận của video. Anh em nhớ bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Anphat để không bỏ lỡ các video clip chúng mình tung ra trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.